Thưa quý vị, 87 người dân nhập cư bao gồm 15 phụ nữ đã được giải cứu vào ngày thứ Ba 25 tháng 4 vừa qua ở vùng biển gần Almeria, đông nam Tây Ban Nha. Họ được tìm thấy đang lênh đênh trên biển với ba con thuyền cách 42 lý về miền nam Almeria. Những người dân di cư này đã cập cảng Almeria vào buổi chiều thứ Ba và tiếp tục lên thuyền cứu hộ. Những tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ đã đến trợ giúp trước khi 87 người này được giao cho Sở Cảnh sát Quốc tế Tây Ban Nha. Người phát ngôn tổ chức cứu hộ biển Tây Ban Nha cho biết, ba chiếc thuyền này được thông báo đã xuất phát từ bờ biển Maroc vào đêm hôm trước. Hai trong số ba chiếc thuyền này từ Charana, một chiếc từ bờ biển thuộc Maroc với 27 người đàn ông và 6 người phụ nữ, một chiếc với 22 người đàn ông và 7 người phụ nữ. Chiếc còn lại chứa 23 người đàn ông và 2 phụ nữ xuất phát từ Bujafa. Cơ quan an toàn biển Tây Ban Nha cho biết, cơ quan này đã huy động một tàu tìm kiếm và một tổ chức cứu nạn, một trực thăng, một thuyền và một máy bay để tiến hành kế hoạch ứng cứu.